Kính thưa quý vị, thành phố Tokyo phát triển căn hộ có hầm chứa rượu, tính từ Tokyo, Nhật Bản. Đối với những người khó khăn khi tìm một không gian lưu trữ các bộ sưu tập rượu vang, một căn hộ mới tại thành phố Tokyo với hầm rượu trong nhà có thể là nơi lý tưởng để sinh sống. Căn hộ có tên là Wine là một tòa nhà 10 tầng sang trọng tại quận Shibuya, thành phố Tokyo, với hệ thống kiểm soát nhiệt độ trong tầng hầm có thể cất giữ lên đến 10.000 chai rượu. Thêm vào đó, mỗi căn hộ cũng trang bị đi kèm tủ lạnh rượu vang cho 26 chai và một cửa kính. Ông Takayuki Suzuki, chủ tịch của bất động sản phát triển Innov Inc. cho biết, công ty muốn tạo ra một không gian dành cho dân cư sống và cung cấp thêm niềm vui cho cuộc sống của chính những người dân nơi đây. Và đó là lý do tại sao mô hình căn hộ với hầm chứa rượu ra đời. Ông hy vọng căn hộ mới này có thể thực hiện được mong muốn của những người nghiện rượu hoặc những người yêu thích rượu vang. Một quán rượu nhỏ sẽ được mở trong tầng đầu tiên của tòa nhà. Đây là nơi mà người dân có thể mang rượu đến và chỉ phải trả phí là 2.000 yen, tương đương với gần 20 mỹ kim. Ông Wataru Iwamoto, nhà sành rượu vang, biến thăm căn hộ cho biết mỗi loại rượu được sản xuất ở mỗi quốc gia riêng và khu vực mà họ đang đặc biệt quan tâm. Do vậy, ông giúp đỡ những người sành rượu vang ở đây xây dựng một cộng đồng riêng và giúp họ những kiến thức tìm hiểu về một thế giới rượu vang rộng lớn. Công ty Innov đang phát triển một kế hoạch xây 30 căn hộ có chứa hầm rượu trong năm 2015 và xây dựng khu dân cư dành cho các nhạc sĩ có thể tiến hành chơi nhạc và thu âm vì nơi đây trang bị cách âm tốt nhất.